What's up, guys? Film còn mấy con cơ kho tàu đó. What's up, baby? You guys doing? Dinner time. Spider crab, okay, looks like king crab. Cua vua phải không? Cua vua nhìn giống như là cua vua vậy đó. Looks like cua vua. Nhưng mà cái này thêm mua thêm cua nữa hả Hận? Mua thêm một con cua, hai con cua Canada và tôm có đầu, gọi là tôm gì không biết, nhưng mà rất bự, cơm càng rất là bự. Hai con cua spider crab, hai con cua Canada ăn lẩu với người đẹp, và ở đây thêm kho tàu, giống sen kho tàu, tại vì cuối tuần nay hai bên đền xong mua clams and nhiều hải sản lắm, mực rồi scallop rồi tùm lum lá đó. Hello, it's weekend, you know what I'm saying? Hello, Tú, Ngọc, Trần. Hai vợ chồng mà thích ăn hưởng, ăn nhậu, you know. Hưởng cái đạo vô, mẹ làm chết bà luôn. Làm chết bà. Đây. Thì đi làm nhiều, you know what I'm saying? Đi làm nhiều thì phải enjoy. Tại vì cuộc sống mình rất là, you know, cài cả đời rồi thì bây giờ phải enjoy, you know. We work hard, so now we're gonna enjoy life, you know what I'm saying? Because money is not a big deal, because we work hard, you know. Why not spend your money, you know? You know, don't be stingy, you know? I mean, we gotta enjoy life. Calvin Nguyễn. Hello, Tú Ngọc Trần. Thôi bây giờ hai vợ chồng ăn đi. Mình nói nhiều quá thì cũng không được. Check this out, Calvin from ATL. Cua càng, tôm càng, kho tàu, kho trong cái tàu á, nhỏ nhỏ đó. It's so delicious, ăn với cơm quá ngon. Lấy beer ra, có cua Canada nè, có clam nè, có mực nè, có spider crab nè. Rồi ra đi, chín người đang coi luôn, quá đã. Đã phải không bạn? Mấy tuần trước ăn hot ramen noodles, mì gói. Rồi bây giờ ăn ăn đồ biển ngon lành. So, cũng tùy tầng, you know? Có tầng thì mình mần, mình có dư, còn có tầng thì không có dư thì phải ăn nếp, ăn gạo, ăn khoai tây, ha. Ở Mỹ thì cũng giống Việt Nam. Amen. Come to my seafood spot, I cook for you crawfish. Yeah, ở đây thì có crawfish sometimes too, you know, but you know, không có nhiều bằng ATL South Philly, South America, ATL Louisiana. You know what I'm saying? I love crawfish. My wife loves crawfish. Yeah, có. Giống như là mấy người review đồ ăn vậy. Làm giống như mấy người review đồ ăn. Hello An Phạm. Thì vợ chồng mình thích quay, thích nói nhiều. Not me, just you. Well, just me. Mình thích nói nhiều, mình thích quay nhiều. Trời, có cái gì kê ở đây nữa không? Có cái gì kê ở đây? Ờ, cái hộp. Phải ăn ta. Để tao kiếm cái hộp tao quay cái. Đói bụng chứ. Nhưng mà mình thích quay hơn. Mấy guys, mình quay mình có nhiều fan, mình có nhiều follower, rồi mình nổi tiếng. Đấy, mình sống, mình sống ảo như đâu ra. Mỗi người mỗi khác. Có nhiều người thì thích
mang vàng bạc khoe đồ hiệu, còn mình thì thích quay phim nói nhiều trên mạng. That's it. Sống ảo, đâu phải là ai cũng thích mang đồ hiệu rồi khoe, đúng không? Đi gần, đúng không? Tại vì mình nghèo quá, không có tiền sống ảo. Hai baby, hai chồng hạnh phúc rồi, được rồi. Quay đâu nhỉ? Quay bên đây, cái cây nữa, quay in my way. Nó hút vô. Fine, it's fine. Khán giả có gì thắc mắc không? Tháo con cua ra. 10 người đang coi luôn. Again. 1, 2, introduce again, spider crabs and cua Canada, Dungeness crab with mực, clams. Mực nó lặn lâu à. Mực, which is, mực nó lặn bên đây. Mực là cái gì con, gọi là cái gì quên này. And then over here, cơm, tôm càng, kho tổ, kho tàu. Tôm càng, kho tổ, kho tàu. Thấy không? Hai vợ chồng vui vẻ không? Sweet, scallop. Cái này đâu phải là chỗ nào cũng bán đâu. Can you hold it so I can break it? Hold it right there. Yeah, right there. I break it. Đúng rồi. Oh, you break it. There we go. Oh, delicious. There we go. Quá đã. Lấy một con cua tôm càng ra. Rồi bẻ cái này ra coi có gạch cho thái húp cái coi. Nó hơi nóng. It's hot. Bỏ con xuống đi. Ăn giùm đi. Nên nó bẻ cái này coi đã cho nó. No. Người ta tự bẻ. Nóng á. Không bỏ. Rồi. Mình muốn làm phước review on YouTube mà chưa đủ subscribe rồi mà quay á thì không ai coi hết. Nhưng mọi người ủng hộ đi, ủng hộ nha. Mọi người ủng hộ cho anh hết. Tú à? Ngọc Trần nói là your wife is beautiful tiếng Anh. Cảm ơn Tú. Dạ, no make up. No make up, so ugly. Đó. Right, there it is. Nó bẻ con tôm ra rồi đó, đó thấy không? Có ai ở đây mà phụ mình ăn cái đầu này giùm không? Can somebody please eat this? Đầu. Tôm có đầu. Có vô nó tan ra. Ồ vậy hả? Crab nè. Trời ơi, đợi miếng là tới nấm nó bị mềm. Ờ múc ra, múc ra. Rồi, nó mới lấy cái chén nhỏ này húp. Húp thẳng luôn. Nóng. Nóng. Tối nay ăn xong rồi hai chồng đi hát karaoke có tiệc. Tuần nào cũng có tiệc hết, ai cũng mời đi chơi hết. Every weekend we have parties, people invite us. So many parties that we can't even go to all the parties because it's just overwhelming, right? You know what I mean? Too many events. So we went last night already to somebody's house and had a good time, stayed at 12 o'clock, 12 something. Went home, sleep, wake up, go to work, and then tonight we have more events, but we're not gonna try to go to all of them. If my wife don't go, I would usually go to the event by myself to, you know, ga mặt á, show up at least, because, you know, a lot of friends of ours like us to be there, so if she don't go, then I would go, you know. Trời quá, anh ta không ngủ đi. But, yeah. Yes, right. Ví dụ nó ngủ thì mình cũng đi. Người ta có mình trong fan list, người ta sẽ ngủ mình, chứ không phải là fan của fan ngủ. Oh, fan của fan ngủ. Oh, okay. It's not right. Not right.
mình đâu có cần phải đi party đến nỗi mà phải người khác ngủ mà mình đi liền. Oh my god, mình cũng có cái circle friend, cái đội bọn mình. Ờ, mặt mũi. Tại sao mình phải như vậy? Người ta thích mình, ta sẽ ngủ mình, ok, that's it. Mà đâu phải là tất cả fan ai cũng thích mình, cũng có người ghét mình vậy. Thì không có hợp hết tất cả. Cũng có người ghét, cũng có người thích. Đâu phải ai trên đời tao cũng thích mình hết đâu. Mà so far hai vợ chồng Thái ra ngoài chơi á, ai chơi mình chơi lại, ai chơi good với mình. Ra ngoài chơi thì ai cũng hạt. Chơi good lại. Tao hứng. Tóm lại nước mắm. Vợ mình làm bỏ một chút ginger, rồi nước mắm là có ginger. Nước mắm gì đó có cái lá thơm rồi tùm lum. Nói tóm lại là the best nước chấm được rồi đó. Không biết là nói nhiều, review đồ ăn kiểu này chắc bị quýnh phù mỏ quá. Không biết cái gì hết. Ăn xong rồi hai chồng xuống hầm hát karaoke mấy bản. Để mà như nào vui vẻ cuối tuần đoàn kết cộng đồng Việt Nam từ Việt Nam qua tới Mỹ. Như nào? Ở ngoài lạnh lắm, ở ngoài trời lạnh lắm. Ở nhà ôm nhau ngủ đó. Hai chồng mình á thật sự tuần nào cũng đi tiệc á, bây giờ sợ luôn. Một tuần đi nhiều quá, bây giờ một tháng đi một lần, hai lần maximum là vui rồi. Chứ đi nhiều quá thì cũng như nào nhàm. Nhưng mà hồi xưa hai chồng ở nhà mấy năm liên tục luôn, không có đi chơi tại vì không có bạn bè nhiều. Mà ở nhà giữ con mà cũng không có bạn bè nhiều. Rồi bây giờ quen một người thành hai người, rồi nó giới thiệu group. Bây giờ mình trong cỡ 3-4 group luôn, group nào cũng chơi chung hết. Nó nhiều quá. Xung mặt. Ăn đi nó nhãn rồi. Nhưng mà mình vô được một group mình vui rồi, phải không? Tại vì phải có bạn bè mới vui. Rồi để ăn. Nói nhiều nữa, giờ chỉ ăn thôi. 10 người đang coi, 12 người đang coi. Thấy không? Oh my god. Phil, thân người đang coi. Hoàng Như Hoa, what's up baby? Sup Hoàng Như Hoa, see you tonight baby. Actually, we're not invited, but Jack invited us to Lynn and Thái's house. And she, who else watching? Thủy or Michelle or somebody? So if they invite us directly, we will go, but they have not. So just Jackie mentioned it, and I'm Bo too. I was over at Bo's house earlier. I chilled with him for a little bit. He told me to go with Bo and son, but we're gonna chill at home. I asked my wife if I can go by myself, but she said no. So I'll just show you how we feast on the daily weekend. We got Spider, Gua. Spider của hai con luôn. Nè hai con là Spider cua nè, cua Spider nè. And then có cua Canada nè. Cua Canada rồi mực, squid, octopus. And then we got more over here. Cua tôm. Tôm càng. Tôm càng, khó tàu. Yeah, beautiful huh? Cái nước chấm là nước chấm vợ mình làm rất là ngon nè. Especially sauce. Very good. Hai vợ chồng ăn ngon quá. Enjoy. Michelle nói gì vậy? What's up, Bi-Trần? Bi-Trần. I don't know who Bi-Trần is. It's my old friend, but I don't know who it is. Yeah, Michelle. Hai vợ chồng sướng không? Enjoy. Đồ ăn ngon không, Michelle? Cái này đáng lẽ là ăn tối hôm qua đó chị Michelle. Đáng lý tối qua hai chồng đi chở dài ăn, nhưng mà được ngủ đi chơi với Michelle cuối the last minute, so tụi mình không có ăn được. So tối nay ăn xong rồi hai chồng làm gì hai chồng uống mấy cái bia không đúng không hát mấy bài. Ba ăn cơm nhanh đi, ba ít cho con. Ba
Rice tastes good because of dal. Ngon, yep. That's because of dal. Not dal. Cho lạnh là ăn nóng nóng về ăn đã. Dude, shut up. Stop laughing at me. I'll kill you. You'll be paid back. No, 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 I'm calling you. Nina Thai, what's up, baby? Nina Thai, hello. We are having spider crab with Dungeness crab from Canada, and squid and octopus and cua càng có tổ có tàu. Nhìn ngon không? Mà đồ biển quá trời and clams. You know what I'm saying? And baby. Nấm á, no, mushroom, all kinds of ốc nữa, everything. Just me and her, yeah. Drink a cup of beer, yep. Hai vợ chồng còn trẻ đẹp thì quay phim go live chứ già rồi không có quay nữa đâu. So, bây giờ quay á, thôi. Đây này xấu rồi không có go live nữa đâu, okay? Go live một chút cho sống ảo như đâu cho khán giả coi. No. I'm not going to eat it on you. I'm not. I'm going to kill you, okay? Hả? Up lên đi. Ăn hai vợ chồng không mất cái này mua quá trời. Yes, quá trời. Ăn xong rồi no luôn. Oh god, I see. Anh nhìn nó này, nó mày nó. Thấy không? Anh đây. Ủa kìa, ổn thật. No, that's where he kills you. I know. Oh, I see you, look. Yes, payback. What? I don't know. I got a headshot on that. I think I'm going to win. 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 I'm going go live again later. Right now we're gonna eat up, okay? All right, guys. Oh my God, I'm payback, I'm payback. See you guys later, baby.